Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và năng tấn tung. Hai anh em chưa ăn vịt quay đúng không? Chưa. Hôm nay hai anh em thi ăn thịt vịt quay ha. Đây mình có chuẩn bị 4 con vịt quay. Đây mình cắt ra mỗi người 2 con để dĩa. Vịt thì nó có bự nhỏ hay mình nên cái miếng bự miếng nhỏ mình làm cho nó cân lại. 2 kg 4 yếu. Đây ghi luôn 2 kg 4 yếu. Là tức. Dạ. Mỗi một bạn là nhưng mà giờ thế này mình đỡ cho hai bạn là 2 cái dĩa để xương nha. Ăn xong rồi mình kiểm tra xương lại. Tại cái vịt này mình biết anh em ăn bình thường thì ăn sạch ăn kỹ, nhưng mà thi là ăn nhiều khi nói cầu cái của không đúng. Đây gấp ha, cố gắng làm sao ăn cho sạch nha. Rồi. Được 35 phút. Cố gắng nha. Rồi. Chứ nhiều nữa không được, rồi nhiều quá thời gian quá dài. Thắng được 2 triệu ha. Dạ. Sơn cũng đại diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị các bạn dùng quay với hai anh em mình. Rồi, xin mời. 1 2 3.
Thank you.
Hai bạn này ăn nó vịt nó nuốt buộc khó quá. Ở đây rồi tặng cho người thêm người ly nước nữa. Nếu mà một ly nước và hai con vịt này, hai bạn này trong vòng 35 phút cũng khó vượt qua. Tặng cho thêm ly nước nữa. Nhưng mà nói chứ là lỡ uống nước nhiều quá là không im nha. No á. Cũng liệu cơm gấp mắm á. Thank you.
Thank you.
Bạn này không có nước hay không xong rồi. Nhớ là uống nước nhiều quá no ăn không được nha. Thấy giống như thấy nước cũng là lăn thấy pháo. Thank you.
hai bạn còn được 5 phút á. Thấy hai bạn ăn thấy đau khổ quá, Quy tự chăm luôn đó. Cảm ơn Quy em. Nói chung là dịch quay thì dịch này dịch siêu nạt thật nhiều, muốn nuốt lè cũng rất khó. Một phần hai bạn này ăn cái dịch thì so với mấy anh em khác mình biết là hơi chậm hơn, khó thiệt nhưng mà bình thường cũng hơi chậm hơn. Hôm nay là ngoài lợi hai bạn, chứ không phải trận đấu nào mà cũng chăm nước cho hai bạn kiểu này nha. Mình chăm kiểu này là mình bị gầy đó, quyết định là một người một ly rồi cho công bằng. Đây là mình bị gầy nữa đó. Tính ra hôm nay cho hai bạn này uống nước khỏi thả ga rồi. Chừng hỏi từng miệng báo cáo nha.
đó. Thôi tướng ơi, vừa hết thời gian luôn. 35 phút. Anh em ăn cũng ok. Chúng ta cũng phải dính chút đỉnh chứ sạch hoàn toàn thì không thể nào. Ok, phần thưởng của Tung Tung. Dạ. Dạ đứng 200 muốn phên đi. Mấy anh em mình cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và an. Xin chào và bye bye.